guys, it's me, I'm Thanh from Ama English and welcome back to the series Learn with Kids Every Day. Xin chào tất cả mọi người, mình là Thanh đến từ Ama English và chào mừng mọi người quay trở lại với chuỗi video clip về tiếng Anh cùng con hàng ngày. Are you ready? Let's get started. Hôm nay Thanh quay trở lại muốn chia sẻ cho mọi người một số các cái câu nói để chúng ta có thể giao tiếp với con hàng ngày khi mà nói về vấn đề là thay quần áo, rồi mặc quần áo, rồi lựa chọn quần áo như thế nào. Hỏi con là con có muốn mẹ giúp đỡ gì không? Hay là khi mà con mình đã tự mặc quần áo được hoặc tự làm một cái việc gì đó được thì mình nên dành lời khen cho con như thế nào? So, are you ready? We have the lesson today. Đã sẵn sàng chưa? Chúng ta sẽ có bài học ngày hôm nay nhé. Yes, hôm nay thì Thanh chỉ có 5 cấu trúc, 5 câu để hướng dẫn cho các mẹ thôi. Nên các mom sẽ cố gắng là mình sẽ luyện tập hàng ngày đúng chuẩn từng âm, từng ngữ điệu. Mình có thể practice với con hàng ngày nhé. And the first one is go get dressed please. Yes, trong câu này Thanh có cụm từ là get dressed. Get dressed. Okay, repeat after me. Get dressed. Yes. Get dressed có nghĩa là mặc đồ. Tức là trước khi mình đi ra ngoài, mình phải mặc đồ, mình lên đồ đúng không? Ok, lên đồ đi ra ngoài đi. So you say, go get dressed please. Trước khi mà đi học thì mình bảo mẹ bảo con là mặc đồ đi con, thay đồ đi con. Yes. Go get dressed please. Đi thay đồ đi con. Go get dressed please. Mọi người lưu ý cho Thanh câu này nhá. Mình sẽ có từ go get dressed là ba từ đều phải nhấn mạnh hết. Yes. Go get dressed. Còn từ please thì sẽ giọng đi xuống nhá. And you repeat after me. Go get dressed please. Go get dressed please. Go get dressed please. Great. Next one. Vậy thì khi mà mình muốn hỏi con là con muốn mặc cái này hay là mặc cái kia, con muốn mặc màu này hay là màu kia, mặc đồ ấy ạ. Ok, vậy thì mình có câu là so, con muốn là do you want. Do you want. Và đằng sau want, mọi người, các mom lưu ý cho Thanh nhé. Đằng sau want, mình sẽ cộng với to verb. Ok. Do you want to wear? Mặc. Động từ wear là mặc ạ. Do you want to wear? Do you want to wear? Có nghĩa là con muốn mặc. Ok. Wear pink or green today. Tức là gì ạ? Con muốn mặc màu hồng hay là màu xanh hôm nay. Do you want to wear pink or green today? Repeat after me. Do you want to wear pink or green today? Hôm nay con muốn mặc màu hồng hay là mặc màu xanh? Ok, do you want to wear pink or green today? Yes, wear là động từ gì ạ? Động từ mặc nhé mọi người. Wear, các bạn lưu ý nhé. Next one, number 3. Wow, you can get dressed all by yourself. Ok, đây là một cái lời khuyên dành cho con khi mà con mình tự làm một cái điều gì đó. Và trong cụ thể trong trường hợp này là khi con mình get dressed, tức là gì ạ? Khi con mình tự mặc đồ. Ok, get dressed. Ok, so you say wow, you can get dressed all by yourself. Là gì ạ? Con có thể tự mặc đồ by yourself. Ở đây là tự bản thân. Ok, wow, con có thể tự mặc quần áo rồi đúng không ạ? So you can say wow, you can get dressed all by yourself. Được chưa? Mình có thể thay cái động từ này bằng bất cứ động từ nào khác và cộng với cụm từ by yourself khi mà mình muốn khen con của mình nhá. Example, ví dụ khi là mình muốn khen con là wow, con có thể tự đánh răng rồi. You can say wow, you can brush your teeth all by yourself. Được chưa? Con có thể tự đánh răng được rồi đấy. Ok? So, get dressed, you can replace. Cái từ get dressed ở trong trường hợp này, mình có thể thay thế bằng tất cả những cái động từ nào mà con của mình có thể tự làm cái hành động đó được. Và chúng ta sẽ dành lời khen cho con của mình nhá. Rồi, ví dụ mình có thể là mình có cụm từ là brush your teeth, đúng không? Wow, you can brush your teeth all by yourself. Là gì? Wow, con có thể tự đánh răng một mình được rồi đấy. Ok. Wow, you can brush your teeth all by yourself. Còn nếu ví dụ mình muốn khen con là bây giờ con có thể tự rửa mặt chẳng hạn. Wash your face, đúng không? Wash your face. So you can say wow, you can wash your face all by yourself. Wow, you can wash your face all by yourself. Bây giờ con có thể tự rửa mặt được rồi đấy. Yes.
wipe the face. Get dressed, wipe the face, and brush the teeth. Được chưa? Wipe the face or brush your teeth. Hey, brush the teeth. So you can say, well, you can get dressed all by yourself. Or, well, you can brush your teeth all by yourself. And, well, you can wipe your face all by yourself. Được chưa? Tức là tất cả những cái hành động nào mà bé nhà mình có thể tự làm được thì hãy dành lời khen cho bé nhà mình nhé. Ok, next one. Number 4. Can you put your shoes on? À, trong cái câu này mình lại gặp một cái từ nữa mà bằng nghĩa, giống nghĩa với từ wear. Wear là gì nhỉ? Wear. À, wear là mặc đúng không ạ? Thì ở đây mình có một cái cụm từ phrasal verb. Được chưa? Cũng có nghĩa là mặc, có nghĩa là put on. Put on. Ok, mình lưu ý nhá. Put something on, tức là mặc cái gì lên, choàng cái gì lên. Put something on, yes. Và trong trường hợp này, mình là put your shoes on, tức là đi giày đấy ạ. Put the shoes on, tức là đi giày. Ok, so can you put your shoes on? Can you? Can you? Ok, nối âm thanh nhá. Can you? Can you put your shoes on? Can you put your suit on? Okay. Can you put the suit on? Can you put the suit on? Là gì ạ? À, có nghĩa là à, con có thể tự đi giày được không? Con có thể tự đi giày được không? Okay. Can you put the suit on? Can you put the suit on? Can you put the suit on? Có nghĩa là con có thể đi giày vào không? Can you put the suit on? Yes. Yêu cầu con làm gì thì mình không nên bắt con là à, con phải làm thế này, mà mình sẽ sử dụng cái câu hỏi. Ok, can you, can you cộng với động từ nhá. Trong trường hợp này thì là can you put your shoes on, con có thể đi giày vào được không? Can you brush your teeth, con có thể đánh răng được không? Can you wipe your face, con có thể rửa mặt được không? Yes. Thì trong trường hợp này đây là cái câu hỏi mà mình gợi ý cho bé để làm một cái việc gì đó mà không bắt buộc bé phải làm nhá. Mọi các mom lưu ý là mình sẽ không bắt buộc bé phải làm, mà mình sẽ chỉ đề xuất gợi ý cho bé thôi. Can you put the shoe on? Or can you brush your teeth? Or can you wipe your face? Yes, đó. Thì đấy là những cái câu hỏi đề xuất mà mình có thể sử dụng cái cấu trúc này để cho bé. Và mọi người lưu ý, các mom lưu ý là can you cộng với động từ nhá. Can you cộng với động từ. Yes. Next one and the last one. Do you need any help? Okay. Con có cần mẹ giúp gì không? Con có cần mẹ giúp gì không? Do you need any help? Do you need any help? Do you need any help? Need ở đây là y dài nhé các con. Cho nên mình sẽ phải dùng khi mà đọc là e là dấu hiệu của âm y dài đúng không? Need. Need. So you say, do you need any help? Do you need any help? Tức là, à, con có cần mẹ giúp đỡ gì không? Ok, that's it. Hôm nay, mặc dù là chỉ có 4 câu, 5 câu thôi, thế nhưng mà các mom có thể học được rất nhiều các cấu trúc và có thể thay liên tục, linh hoạt các cái cấu trúc này để có thể nói chuyện với con hàng ngày. Được chưa? So, listen and repeat after me. Bây giờ chúng ta sẽ nghe và nhắc lại cùng với Thanh nhé. Go get dressed, please. Go get dressed, please. Là gì ạ? À, đi thay quần áo đi con. Go get dressed, please. Next one. Do you want to wear pink or green today? Do you want to wear pink or green today? Con muốn mặc màu hồng hay là màu xanh ngày hôm nay? Đúng không? Yes. Lời khen này. Whoa. Whoa. You can get dressed all by yourself. Whoa. You can get dressed all by yourself. Được chưa? Wow, con có thể tự mặc quần áo được rồi đấy. Wow, you can get dressed all by yourself. Next one. À, mình nói là bây giờ con có thể tự rửa mặt được rồi. Mình nói nào nhỉ? Yes. Wow, you can wash your face all by yourself. Đúng không? Lời khen. Wow, bây giờ con có thể tự rửa mặt rồi. Next one. Wow, you can brush your teeth all by yourself. Ok, bây giờ con có thể tự đánh răng được rồi. Next, can you put the shoes on? Can you put the shoes on? Yes, shoes on mình nối thành shoes on. Ok,
Can you put the shoes on? Cái từ này nhé, shoes là giày đúng không ạ? Con có thể tự đi giày được không? Con có thể đi giày được không? Đúng không? Put on bằng cái từ wear, có nghĩa là mặc là đi. Tức là mặc cái gì vào người, cho cái gì lên người thì mình dùng hai từ này. Mình có thể dùng là wear hat, tức là gì ạ? À, đội mũ. Hoặc là put hat on, tức là đội mũ lên đầu. Ok. Hoặc là you can say wear the shoes cũng được nhá. Tức là đi giày. Hoặc là put the shoes on, được nhá. Yes. Next one. Do you need any help? Do you need any help? Câu này là gì ạ? À, con có cần sự giúp đỡ gì từ mẹ không? Hoặc là con có cần giúp đỡ gì không? Do you need any help? That's it. Đó là tất cả những câu hỏi Thanh muốn các mom có thể nói chuyện với các con ở nhà. Và mọi người cũng có thể thay cấu trúc. Tức là mình có học cấu trúc là can you, rồi cấu trúc là cấu trúc lời khen, đúng không ạ? Và cấu trúc là do you want to, tức là hỏi lựa chọn cho con. Bạn muốn, con muốn cái này hay là con muốn cái kia. Và mình có thể thay tất cả các cấu trúc với nhau để có thể có cơ hội practice với con every day, mỗi ngày nhé. That's it for today and thanks for watching my video and see you next time.